là chúng ta học những cái bài học rất là cơ bản, và cái đó là cái chính yếu của thập chỉ liên tâm của chúng ta. Nếu như ai mà áp dụng đủ những cái liệu trình nhịn ăn, hút không khí và chườm đá thì chúng ta đã giải quyết hết nốt 7 đến 80% cái hiệu chỉnh của toàn bộ cơ thể mình. Còn cái mà mình tác động theo cái phương pháp của mình ở đây á, là mình chỉ giải quyết được 20% thôi. Giống như mọi người nghe là không có quen cái lỗ tai, nhưng mà trong cái y khoa như vậy thì mọi người biết á, là thuốc mà chữa khỏi thực sự hết bệnh cho ta chỉ có 20%, còn 80% lại á, thì họ chỉ giải quyết cái mặt triệu chứng thôi, và chữa cho đến một lúc mà không có chữa được nữa là dẫn đến cái chuyện phải giải phẫu. Do vậy á, là những người mà bệnh lâu dài cũng như bác vậy đó, thì bác đã hiểu rồi cái cách trị liệu của phương pháp của hiện nay của bệnh viện á, họ chỉ đi mấy cái bước. Thứ nhất là cho thuốc uống 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 đến một cái lúc mà cái cơ thể không có đáp ứng được nữa, mà thuốc là gì, giảm đau hay là chống viêm, kháng viêm gì đó. Rồi sau khi mà thuốc không còn tác dụng nữa thì họ sẽ dẫn đến cái chuyện gì, kết thúc nè. Thì cái chích thuốc á, là không có gì mà hay bằng hydrocortisone đó, cứ chích vô cột sống cổ, cứ chích vô đốt sống lưng, mấy cái đó là mình thấy mình ok rồi, thấy không? Nhưng mà sau một thời gian chích á, cái thuốc nó cũng lại không có tác dụng nữa. Thì ở đây á, chúng ta đang gặp nhiều trường hợp. Hôm đấy có một anh ở đây tới đây, bây giờ bữa nay không có trong cái lớp này nè, mặt bự, bụng bự, chân teo ha. Thì mặt mặt bự, bụng bự, chân teo là hội chứng của một cái nhiễm độc corticoid, và mọi người khổ thế này. Mình ở quê mà mình bị ở những cái người mà không có hiểu biết, người ta làm cái thuốc tễ rồi ta bỏ corticoid cho đó, ta bỏ thuốc vô đó, thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà cái đau buồn nhất của mình là chúng ta ở ngay thành phố này, là những cái bác sĩ mà chuyên về xương khớp họ chữa chúng ta cũng y hệt vậy. Nhưng con cái là họ có cái văn bằng bác sĩ, họ có một cái phòng khám bệnh họ chữa vậy. Tức là để giải quyết một cách rốt ráo và có căn cơ thì không ai làm. Tại sao Bill? Tại vì nó không cho được nhiều tiền. Lý do đó mà tại sao cái chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng phải mở những cái lớp học để cho mọi người hiểu được cái phương pháp á, mà điều trị tích cực chính là nằm ở chỗ này. Và nếu ai mà thực hiện được điều đó thì cái cơ thể mình nó sẽ có một cái cải thiện rất là rõ rệt. Chắc có lẽ bằng chứng hôm nay tôi muốn mời bác lên ngồi đây chút xíu. Thì bác á, là đến đây á, là bị là bê tông hóa cuộc sống. Ban đầu là tôi hơi bi quan về bác, lý do là cái cuộc sống bác cứng nhắc, mà không mà khi kéo hoặc là bẻ gì không có một cái gì mà gọi là khả quan hết. Nhưng mà tôi hỏi bác những điều mà ở đây hướng dẫn cho bác: nhịn ăn, hút không khí, chườm đá. Bác có thực sự nghiêm túc làm những điều này không? Và bác nói là bác làm rất nghiêm túc. Và chính nhờ vào cái sự nghiêm túc đó mà cái hiệu quả đến với bác thật là cũng hơi khá đặc biệt. Có lẽ là bác nói sơ để cho mọi người hiểu, để mà cũng là một cái bài học cho mọi người, để người ta có ý thức được là nên phải đi học và nên phải thực hiện những cái điều mà cơ bản nhất. Thì xin mời bác. Bác ngồi đi được rồi. Dạ. Thưa thầy, Rồi. thưa tất cả học viên trong lớp, bệnh của tôi thì thời gian nó dài, chữa thì nhiều nơi, không bệnh viện nào là không tới, từ tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương, kể cả Tây y và Đông y, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được. Và cuối cùng của tôi là phải bò chứ không được. Từ đầu năm nay là tôi mất độ khoảng 9-10 tháng là không đi được, chỉ đi lê lê cái chân,
khi mà tôi xem trên mạng và một số người có hiểu biết vấn đề này giới thiệu thì tôi lên ngay. Và ngay từ buổi đầu được cô giáo Yến giới thiệu về cái việc này thì tôi đã thực hiện ngay là không ăn theo như cũ nữa mà thực hiện là 16 tiên lành. Và tuy ở thành phố này một tuần nhưng mà tôi cố gắng tạo ra cái nơi ở của tôi, nhà thằng em có cái ban công, có cây, tôi thở hít không khí, hấp không khí, không đi được nhưng mà tôi cũng thực hiện, tức là 3 lần, 90 lần, 90 cái. Yeah. Lúc đầu thì hơi khó chịu một tí, nhưng mà bây giờ thì thấy là quen tốt lên. Thế còn đá thì báo cáo với thầy lớp thế này, tôi thì chưa mua được nhiều, mới có 8 cặp. Thế như vậy tức là tôi chườm, tôi thì ưu tiên được chữa bệnh mà, ở nhà thế. Cho nên là tôi chườm một ngày tới 3 lần cơ. Buổi sáng từ 7 giờ đến 9 rưỡi mới xong. Ở lưng là 4 cặp, ở gan 1 cặp, chân 1 cặp. Tôi chườm thế, sau đó thì nghỉ. Đến 2 giờ chiều tôi chườm đến 4 giờ, 5 giờ chiều xong. Quyết tâm chữa bệnh. À, cũng như thế. Và buổi tối thì tôi chỉ chườm có 1 cục ở gan và 1 cặp ở chân thôi, đi ngủ thôi. À, đi ngủ. Thì từ đó đến nay tôi thấy cơ thể nó chuyển hóa rất tốt. Tôi đi lại cũng dễ dàng hơn. Và được thầy hỗ trợ chữa cho tôi thì có thể bây giờ tôi đi bước lên thì bình thường, nhưng chỉ có cái là chưa đi được dài. Có cái thế, hai cái đầu gối thì nó còn đau. Nhưng so với mấy chục năm trước thì bây giờ tôi khá hơn. Và bây giờ nếu có cái điều thì cái này tôi chia sẻ thật với lớp như thế này. 11 giờ rưỡi trưa, nhà gọi tôi đi ăn cơm mà tôi bực mình. Không thích. Tôi đào đến 12 giờ tối ăn. Và nếu mà hôm nào mà người nhà mà không nấu đá cho tôi trường là tôi buồn rồi. Tôi đi trường đấy. Và đến kết quả bây giờ thì có thể nói là tự thay đổi trong cơ thể tôi rất nhiều cái cảm nhận được. Mà thực sự tôi, nhà tôi có tới 10 cặp đá. Nhưng 4 cặp, à, 2 cặp đá là mua trước đây 2 năm. Nhưng mà nghe thầy nói đá rồi tôi vào cái kiểm tra luôn. Bởi vì tất cả những 8 cặp đá này tôi mua đây. Khi mà tôi trường tôi có cảm nhận là chạy dần dần xuống đi. Chạy ở bụng. Và ở chân này nó cũng chạy như thế. Nhưng mà đưa hai cái cặp đá kia vào trường chả cảm nhận gì, chỉ có nóng không. Đấy thì báo cáo với lớp như thế. Cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Thầy tôi báo cáo. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.